Cô yêu thương chăm sóc bảo vệ con là như vậy hả? Cô nhìn con mình đi, mới mấy tuổi đầu mà liên lụy đến giang hồ phải ra nông nổi như vậy đó. Giang hồ? My, tại sao con bị vết thương này? Con nói thiệt cho mẹ nghe. Tại ba Hằng bị đánh nên là con vô cứu nên... Dựa theo tài liệu mà các anh cung cấp, tôi nhận thấy các anh có nhiều ưu thế dành quyền nuôi con. Tất nhiên chúng ta chứng minh được đó là con anh. Không phải là nếu, mà chúng ta bằng mọi giá phải chứng minh cho được việc này. Giao bé My cho anh, đó là ý của con gái tôi. Bỏ lại nha, mẹ sẽ qua đón con về. Tôi xin anh hãy trả bé My lại cho chị của tôi đi. Tôi cột xin anh lên qua. Có chuyện gì bình tĩnh nói. Anh đứng lên đi. Thật sự tôi không phải là tình nhân giống như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ là em họ của chị Linh thôi. Chính tôi là người đưa chị Linh đi sinh bé My sau khi anh và ba mẹ của chị ấy bỏ mặt. Chỉ mới mấy năm qua mà anh thay đổi đến vậy sao Hoa? Em nói gì vậy? Em nói cái gì mà lần nào anh cũng đến tìm em? Anh cũng chưa bao giờ để tiền bạc xen giữa anh và em. Ủa vậy anh có theo dõi tôi với chị Linh không anh Khoa? Tôi không hề làm chuyện đó. Tôi chỉ muốn đi tìm con. Vậy ai nói với anh là tôi với chị Linh là nhân tình? Thank you.